Dạ cổ Hoài Lan và những bộ phim ghi dấu ấn của cố nghệ sĩ chí tài. Bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 18 tuổi, với vai trò người chơi đàn guitar ở các hoạt động văn nghệ mang tầm cỡ địa phương. Là một diễn viên gạo cội với hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, danh hài chí tài đã thực sự trở thành một tượng đài trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Gây ấn tượng bằng vẻ hiền lành, thân thiện. Ngoài sân khấu, ông từng góp mặt trong nhiều bộ phim gây tiếng vang của điện ảnh Việt. Hãy cùng nhìn lại những bộ phim nổi bật của một tượng đài nghệ thuật. Bộ phim hài ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2010 là một trong số những bộ phim điện ảnh đầu tiên của cố nghệ sĩ. Và cũng sau bộ phim này, nghệ sĩ chí tài xuất hiện trên màn ảnh với tần suất dày đặc trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2012. Phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt thần tượng nổi tiếng như Bảo Thi, Chí Thiện, Ngô Kiến Huy, bên cạnh các cây hài Hoài Linh, Chí Tài, Tấn Beo, Hiếu Hiền, Mạnh Trang. Phim xoay quanh quan hệ thân chủ, khách hàng, cười ra nước mắt giữa cô ca sĩ đóng đảnh Britney Big, Bảo Thi và nhóm bảo vệ Ngũ Hổ Tướng. Sau hàng loạt biến cố, từ chỗ kết bỏ, tìm cách gây khó khăn cho nhau hết lần này đến hết lần khác, hai bên đã tìm thấy tiếng nói chung. Trong phim, Chí Tài vào vai ông Thủy, một trong năm mẫu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hội vệ sĩ bất đắc dĩ của Britney Big. Nhóm không phải vệ sĩ chuyên nghiệp, mà chỉ là 5 người đàn ông được thuê về chữa cháy cho công ty Phong Ba sau khi toàn bộ vệ sĩ của họ đều đầu hàng trước cô ca sĩ Đành Hanh. Chí Tài cùng Hoài Linh, Tấn Bèo, Hiếu Hiền và Mạnh Trang đã tạo ra nhóm Ngũ Hổ Tướng loè loẹt, hài hước và rất duyên trên màn ảnh. Kỳ Phùng Địch Thủ. Kỳ Phùng Địch Thủ là một trong số những phim truyền hình để đời của cố nghệ sĩ Chí Tài. Trong phim, ông vào vai chú Nghi, chồng của bà Nhã, Thần Thúy Hằng. Hai người có cuộc sống yên bình cùng những đứa con thành đạt. Thế nhưng, sóng gió đến với gia đình ông khi Tân, mối tình đầu của bà Nhã xuất hiện và sống trên cùng một khu phố với gia đình ông Nghi. Điều này khiến ông phải đau đầu với chuyện ghen tuông ở tuổi xế chiều. Gia sư nữ quái 2012. Gia sư nữ quái đánh dấu lần tái ngộ của Chí Tài, Hoài Linh và Bảo Thi trên màn ảnh rộng sau Công Chúa Tin và Ngũ Hổ Tướng. Trong phim, Chí Tài vào vai Huỳnh Tài, trùm giang hồ khét tiếng. Ông có một cô con gái tên Huỳnh Mai, tính tình vô cùng ngang ngược. Lối cư xử của Huỳnh Mai khiến không người gia sư nào được thuê về để kèm cặp cô chịu đựng nổi 2 ngày cho tới khi Minh, Isaac xuất hiện. Dù không phải nhân vật trung tâm của bộ phim, Chí Tài vẫn để lại ấn tượng trong vai một người cha thương con. Ông kiên trì thuê hết người gia sư này đến người gia sư khác về để kèm cặp, đôn đốc việc học của con gái. Biết tính con trái ngoáy, ông hết lòng đãi ngộ, thậm chí ép buộc các thầy cô. Để con gái chịu chuyên tâm học hành, ông đã đấu tay đôi một trận với Huỳnh Mai. Phần nào giúp cô nhận ra thế giới giang hồ mình háo hức dấn thân thật sự khắc nghiệt như thế nào. Nhà có năm nàng tiên 2013. Bộ phim xoay quanh gia đình ông Tiên Cảnh, Hoài Linh cùng vợ Việt Hương và năm cô con gái tài sắc phèn toàn. Một ngày kia, mẹ ruột của một trong năm cô tới nhà Tiên Cảnh xin ông cho nhận lại con. Sự kiện mở màn cho hàng loạt biến cố bất ngờ và gay cấn. Chí Tài đảm nhận vai phụ Kiệt Đào Hoa trong Nhà có năm nàng tiên. Dù không can thiệp đáng kể vào mạch truyện, nhân vật cùng các vai thứ như người yêu Tiên Sa, Tấn Beo, phản diện do Dách Lầu, Hoàng Sơn đã mang lại cho bộ phim những mạch truyện phụ không kém phần hài hước. Nhà có năm nàng tiên đã thu 60 tỷ đồng trong mùa phim Tết 2013. Thần Tượng 2013. Vai Luân của Thần Tượng là lần hiếm hoi Chí Tài thủ vai phản diện trên màn ảnh rộng. Luân là một ông trùm trong giới biểu diễn tại sân khấu phía Nam. Ông ta giàu có, giỏi làm ăn lớn, nhưng cũng vô cùng bảo thủ và mưu mô. Chia sẻ với báo chí lúc đó, Chí Tài cho biết vai diễn có tạo hình và tính cách đối lập với con người cũng như các vai diễn của mình trước đây. Thần Tượng là bộ phim đầu tay của Nguyễn Quang Huy trong vai trò đạo diễn, xoay quanh hậu trường showbiz Việt. Phim có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Hoàng Thùy Linh, Harry Lu, Hứa Vĩ Văn. Trúng số 2015. Trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn từng đại diện cho điện ảnh Việt Nam dự tranh hạng mục phim nước ngoài xuất sắc tại Oscar lần thứ 88. Bộ phim mở ra bằng sự kiện ông Tư Phi, Chí Tài đột ngột trúng số độc đắc 9 tỷ đồng sau khi mãn hạn tù. Với bản tính tốt bụng và hào phóng, Tư Phi đã đem khoản tiền trời cho chia bớt cho mọi người. Dù chỉ là cái cớ để câu chuyện bắt đầu, vai Tư Phi của Chí Tài là một mắt xích quan trọng của trúng số. Sự hào phóng của Tư Phi là thứ thuốc giúp vẽ nên bước chân dung con người vùng nông thôn Nam Bộ với cả đức tính lẫn cố thật. Ở trung tâm bức tranh ấy là Thơm, Ninh Dương Lan Ngọc, một bà mẹ đơn thân làm nghề bán vé số. Thơm, giống như Tư Phi, cũng mang tấm lòng nhân hậu,
tới độ không ít lần bị người đời lợi dụng. Nhưng vượt qua cơn vấp váp, lầm lỡ, họ vẫn nỗ lực từng ngày để vươn lên bằng con đường lương thiện. Già cổ Hoài Lang 2017. Khác với những bộ phim mang màu sắc hài hước mà Chí Tài thường đóng, Già cổ Hoài Lang lại là một tác phẩm điện ảnh lắng động và mang đến cho khán giả đầy trăn trở. Phim là câu chuyện buồn của những con người ở nơi xa xứ, nơi có Tư Lành, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Nam Triều, nghệ sĩ Chí Tài cùng đau đáu nỗi nhớ quê, đỡ đần nhau vượt qua nỗi cô đơn tuổi già. Chuyện xóm tôi. Chuyện xóm tôi là bộ phim cuối cùng của cố nghệ sĩ Chí Tài vừa ra mắt cách đây không lâu. Chưa tính những dự án đã quay nhưng chưa được phát hành hoặc chưa công bố. Trong web drama này, cố nghệ sĩ chỉ đảm nhận một vai cameo nhỏ, đóng chính bản thân mình xuất hiện bất ngờ trong đêm diễn từ thiện của xóm nghèo. Khoảnh khắc chú xuất hiện thật sự khiến khán giả phải vỡ òa vì tình nghệ sĩ, tình người luôn hiện hữu trong cuộc sống xô bồ. Và dù chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi, nhưng có lẽ đây là một trong số những vai diễn đẹp nhất giống với bản thân chú ngoài đời nhất. Tình bạn nảy nở trên sân khấu kịch nói. Gặp gỡ lần đầu năm 1997, tới nay đã là cả một đời người. Lần đầu tiên cố nghệ sĩ Chí Tài và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh gặp nhau và hợp tác trong một tiểu phẩm hài. Sau lần cộng tác đó, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nhận xét. Vào thời điểm tôi tách ra khỏi Vân Sơn, hai bộ show đã ở Cali gợi ý cho tôi hợp tác cùng với Chí Tài. Nhìn thấy được cái duyên trầm ở anh ấy, cũng có thể cùng tùng hứng với cái duyên bỗng của tôi nên tôi đã đồng ý. Sự kết hợp này đã nâng cánh cho cả hai thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Điều đáng quý nhất đó là suốt chừng ấy thời gian mà hai chúng tôi chưa từng có một mâu thuẫn nào xảy ra. Suốt thời gian sau đó, sự tương hỗ giữa hai cá tính nghệ thuật đã giúp sự nghiệp của cặp đôi Hoài Linh Chí Tài thăng hoa. Tên tuổi của cả hai trở nên quen thuộc và là nam châm hút khách của các sân khấu hài. Hai người cộng tác với nhau trong nhiều vở diễn ăn ý liên tục như Ông Bà Vú, Con Sáo Sang Sông, Ru Lại Câu Hò. Đó là ở đất Mỹ. Khi trở về Việt Nam, hai nghệ sĩ hạn chế đi show cùng nhau. Lý giải cho điều này, cố nghệ sĩ Chí Tài từng chia sẻ. Tôi và Hoài Linh phải tách nhau ra để dễ chạy. Và lý do chính nhất vẫn là nếu như tôi và Linh diễn chung thì tiền cachet quá cao. Nhiều nơi sẽ không trả nổi. Nói thật là, tôi vẫn thích đi diễn chung cùng với Linh. Khán giả cũng đã quen và thích thú với điều đó. Nhưng mà nhà tổ chức đã sắp xếp như thế thì tôi cũng chịu. Vấn đề bầu show liên hệ đặt xuất diễn có lẽ đã chia cắt cặp đôi vàng của sân khấu, nhưng từ đó cả hai lại có cách tương hỗ lẫn nhau qua mảng điện ảnh. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dự án điện ảnh lớn nhỏ. Sự kết hợp hoàn hảo trên màn ảnh rộng. Tuy không hẳn là lần nào cũng đóng cùng tuyến vai, nhưng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và cố danh hài Chí Tài luôn có những cách tương hỗ lẫn nhau trên màn ảnh rộng. Phải nói là, giai đoạn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh làm chủ phòng vé phim Việt ngày Tết vào những năm 2010, ít nhiều phải đều có sự trợ vía của người bạn thân thiết, cố nghệ sĩ Chí Tài. Khi nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vào vai tiên cảnh Trong Nhà Có Năm Nàng Tiên, chúng ta thấy cố nghệ sĩ Chí Tài trở thành kiệt đào hoa. Trong Đại Náo Học Đường 2013, cả hai lại trở thành một nhóm giang hồ. Trong đó, nghệ sĩ Chí Tài là đại ca tái chì, còn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là trợ lý đắc lực. Cho dù là gián tiếp hay trực tiếp, hai người bạn vẫn luôn có thể tung hứng ăn ý với nhau trên màn ảnh rộng. Đỉnh cao diễn xuất ăn ý, Tư Lành và 5 triệu trong Già cổ Hoài Lang. Tác phẩm điện ảnh phô diễn sự kết hợp của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, cố nghệ sĩ Chí Tài, nhất phải kể đến Già cổ Hoài Lang năm 2017. Trước khi lên màn ảnh rộng, Già cổ Hoài Lang là một vở kịch song nam chủ, đòi hỏi diễn xuất của hai nam chính phải vô cùng ăn ý. Người tung, kẻ hứng phải nhịp nhàng, thể hiện cho bằng được tình bạn kéo dài cả đời người, bất biến không thay đổi cho dù hoàn cảnh ra sao. Tư Lành và Nam Triều trải qua những thay đổi rất lớn trong cuộc sống. Họ từ hai người bạn thuở ấu thơ, vượt qua trăm ngàn biến đổi cuộc sống, sang tận đất Mỹ nhưng vẫn giữ vững sự trân quý dành cho nhau. Tư Lành chống chọi với nỗi cô đơn ở phương trời xa lạ. May mắn làm sao, bên cạnh ông vẫn có Nam Triều. Đối diện với sự đổi thay chóng mặt của thời thế, từ người lớn lên ở thôn quê, Tư Lành phải sang Mỹ, thích nghi với lối sống hiện đại của con cháu. Ông còn phải đối mặt với sự ra đi vĩnh viễn của người bạn đời. Bên cạnh ông chỉ có tình bạn với Nam Triều là không thay đổi. Hai người cùng nhau tổ chức đám giỗ đơn sơ cho vợ của Tư Lành, dựa vào nhau giữa tiết trời trắng xóa đầy tuyết. Người này tiếp chút động lực cho người kia sống tiếp. Hình ảnh giản dị mà cảm động. Già cổ Hoài Lang chẳng khác gì với mối quan hệ ngoài đời của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và cố nghệ sĩ Chí Tài. Tới nay,
đã 23 năm quen biết nhau, giữa hai người vẫn luôn có sự ủng hộ vô hình nào đó, dù mỗi người đã chọn một hướng đi riêng trong cuộc sống. Đặc biệt là hình ảnh nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đến tiễn đưa người bạn của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Sao lại giống ông Tư Lành nói lời tạm biệt với Năm Triều trong Già Cổ Hoài Lang đến thế? Hy vọng rằng, dù cuộc sống có qua đi, hình ảnh nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, cố nghệ sĩ Chí Tài vẫn sẽ đẹp mãi như trong cảnh phim giữa trời Canada tuyết phủ trắng xóa của hai người trong Già Cổ Hoài Lang.